Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nhà mình nha. Cây này form thiên nhiên. Cây này đế nở luôn nhà mình nha, móc đầu luôn. Cây sống khỏe rồi, cây rất là già. Cây này có mã số là 13. Có tổng hoành gốc này là 73. Cao là 50 tới đầu thân chính nha. Cây đang nằm cái bầu ươm là 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 1 triệu mốt bao ship nhà mình nha. Bao ship 1 triệu mốt nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Chỉ cần đi rất chi là sung luôn. Giao lưu với nhà mình thì nhà vườn sẽ thống hạ bớt chi cành nha, cho nó ngắn bớt còn tầm 20-30 thôi, để quá trình vận chuyển cái đóng gói nó ok hơn, an toàn hơn cho nhà mình nữa. Cốt này, cốt nở này, rất là già luôn. Rồi mình xem tham khảo luôn nha, được viên ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cẩm thị cây này lùng lực nha, rất chi là lực cây luôn nha mình. Rồi mã số 13, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 1 triệu mốt bao ship cho mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.